Xin chào các mẹ, lại là mình đây và ngày hôm nay thì mình tiếp tục gặp lại các mẹ trong một cái video chia sẻ về những dấu hiệu mang thai sớm. Thì các mẹ thân mến, là một người phụ nữ khi lập gia đình thì ai trong chúng ta cũng rất là mong muốn sẽ được mang bầu và sinh ra những em bé thông minh và khỏe mạnh phải không ạ? Tuy nhiên mình biết rằng là có rất là nhiều những cái bà mẹ trẻ, đặc biệt là những người lần đầu mang thai thì sẽ có những cái hoang mang cũng như là chưa có kinh nghiệm, thậm chí là cái dấu hiệu mang thai còn không nhận ra. Có những mẹ thì chủ quan đến cái mức mà có thể là mang thai khoảng 2 tháng rồi, hoặc là chậm kinh khoảng 2-3 tháng bắt đầu mới phát hiện ra là mình mang thai. Thì điều đó rất là không nên, bởi vì là trong cái quá trình chúng ta mang thai, đặc biệt là những mẹ lần đầu và mới mang thai, thì thường được cần phải được thăm khám của bác sĩ cũng như là được chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Vậy mà chúng ta không biết cũng như là không lưu tâm thì có thể là rất là không tốt cho cả mẹ và bé. Chính vì vậy mà mình hy vọng rằng cái video chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho một số mẹ đang có nhu cầu cũng như đang tìm hiểu về quá trình mang thai, thì rất là mong muốn đem lại lợi cho các mẹ. Thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ cùng với các mẹ, đó là 10 dấu hiệu mang thai sớm. Đầu tiên đó chính là hiện tượng máu báo, hay còn gọi là da máu dịch tiết, da máu âm đạo ấy ạ. Thì lúc mà khi mà trứng và tinh trùng thụ tinh thì liên mạc cổ tử cung sẽ bong ra, đi ra ngoài thành những cái vệt màu hồng, máu hồng đỏ nhẹ đấy ạ. Thì nó sẽ ra rất là ít, chỉ khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Thì có thể là một số mẹ thì sẽ không nhìn thấy, không nhận thấy, và có những mẹ thì tưởng rằng đấy là máu kinh nên là thường là sẽ cũng bỏ qua. Thì thông thường cái dấu hiệu này thì mẹ cần phải lưu tâm giúp mình. Tuy nhiên không phải là 100% các mẹ đều có dấu hiệu này, nên là sẽ có những người có, người không. Và dấu hiệu thứ hai đó chính là hiện tượng ốm nghén. Thì hiện tượng ốm nghén thường xảy ra khoảng sau 2 tuần sau khi thụ tinh, hoặc là 6 tuần. Thì tùy từng cơ địa của mỗi mẹ, cái hiện tượng ốm nghén sẽ khác nhau, nên khi có hiện tượng ốm nghén thì mẹ cũng cần phải lưu tâm. Dấu hiệu thứ ba đó chính là dấu hiệu mà mẹ cảm thấy mệt mỏi này, chóng mặt, đau đầu hoặc là choáng váng ấy. Thì lúc đấy mẹ cần phải lưu ý, bởi vì là khi mới bắt đầu mang thai thì chúng ta thường bị mệt mỏi và choáng váng như vậy, nên là nếu mà có hiện tượng đó thì chúng ta cần phải quan tâm có hay không chúng ta mang bầu. Dấu hiệu thứ tư đó chính là dấu hiệu mà một số mẹ sẽ bị đau lưng, bởi vì thông thường thì khi bị hành kinh thì cũng đa số các bạn trẻ là hay bị đau lưng, nhưng mà khi mang bầu có hiện tượng sớm ấy thì là chúng ta có bị đau lưng khác thường, cần phải lưu ý một chút ạ. Cái dấu hiệu thứ năm đó chính là cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ bị thay đổi về kích thước bầu ngực, có thể là nó mềm hơn nhưng mà dễ bị đau và dễ bị kích thích. Bầu đầu ngực thì sẽ có màu sẫm hơn, thì những cái đó là cái dấu hiệu mà báo hiệu chúng ta mang thai, thì các bạn cần phải lưu tâm. Dấu hiệu thứ sáu tiếp theo đó chính là hiện tượng chuột rút. Thì thông thường trong suốt quá trình mang thai thì rất là nhiều mẹ bị chuột rút từ lúc bắt đầu mang thai đến lúc cuối thai kỳ. Vì vậy nếu mà khi mà bình thường mà chúng ta thấy có hiện tượng chuột rút xuất hiện khác thường ấy, thì chúng ta cần phải lưu tâm xem có phải là chúng ta mang bầu hay không. Và dấu hiệu thứ bảy đó chính là dấu hiệu mà có những cái thay đổi về dịch tiết âm đạo. Nếu dịch tiết âm đạo tức là những cái dịch mà nó có màu trắng hoặc là đục rồi là nhiều hơn bình thường, thì đó chính là một dấu hiệu báo mang thai. Tuy nhiên nếu mà dịch mà nhiều hơn nhưng có mùi hoặc là khó chịu ấy, thì mẹ cần phải thăm khám bác sĩ, bởi vì có thể là bị viêm nhiễm hay bệnh lý gì đó. Dấu hiệu thứ 8 mà mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là dấu hiệu mà cơ thể mẹ tự nhiên mà cảm thấy thay đổi về cái khẩu vị ăn uống. Chẳng như là đang bình thường thì đang tự nhiên không thích ý, thành ra thích đồ ăn chua, hoặc không thích thì ăn đồ ăn quá ngọt, hoặc thậm chí là có những mẹ thì thèm ăn hoặc là ăn một cách khác thường ấy, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà mẹ chuẩn bị mang thai, tức là đã mang thai rồi đấy ạ. Còn dấu hiệu thứ 9 mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là hiện tượng táo bón. Thì thông thường trong 3 tháng đầu khi mang thai thì cơ thể các mẹ bầu hay bị thay đổi về hormone cũng như nội tiết cơ thể, rất dễ bị táo bón. Vì vậy khi mà cơ thể đang bình thường tự nhiên thấy mẹ có cái hiện tượng táo bón liên tục thì mẹ cũng cần phải lưu tâm ạ. Và cái dấu hiệu thứ 10, dấu hiệu cuối cùng mình muốn nhắc đến ở đây, đó là cái dấu hiệu mà chậm kinh. Thì đối với những mẹ mà có vòng kinh đều đặn, khi bị chậm kinh bất thường thì mẹ cần phải đặc biệt lưu tâm. Tuy nhiên thực tế rằng là có một số cái hiện tượng chậm kinh có thể là do mẹ bị stress về công việc, hoặc là mệt mỏi, hoặc thay đổi về cái lối sống cũng như là cái thời gian sinh hoạt chẳng hạn, thì mẹ cũng lưu tâm cả hai cái trường hợp đó. Vậy tốt nhất là nên mua một cái thử sẽ kiểm tra được chính xác hay không là mình có mang thai hay không, đúng không ạ? Thì trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về những cái dấu hiệu mang thai sớm. Hy vọng rằng là một số bà mẹ trẻ hoặc những bà mẹ chưa kinh nghiệm thì có thể là tham khảo và tổng hợp cho mình được cái kinh nghiệm cần thiết. Rất là cảm ơn các mẹ đã theo dõi video của mình, và hy vọng rằng video này hữu ích. Cảm ơn các mẹ và xin chào và hẹn gặp lại ạ.